Hội Bạn người cùi Diều Quyên, Ngọc Đan Thanh và Đinh Quang Thái trên chồng kính chào quý khán giả khắp nơi trên thế giới đang theo dõi chương trình livestream ngày hôm nay được thâu trực tiếp ngay tại phòng thâu của đài SPTN. Thưa quý vị, cứ tháng 6 mỗi năm thì Hội bạn người cùi trong vòng suốt 25 năm qua đều tổ chức đại nhạc hội. Cảm ơn trên người vẫn thương người để nhằm mục đích bày tỏ cái lòng cảm ơn với những vị mạnh thường quân và tất cả mọi người đã đóng góp cho cái nỗ lực của Hội bạn người cùi nhằm giúp đỡ những đồng bào của chúng ta đang sống những phần đời rất nghiệt ngã tại Việt Nam trong các trại phong cùi. Năm nay trong suốt uh, 5 năm 6 tháng vừa qua, Hội bạn người cùi cũng giáo diết chuẩn bị cho đại hội lần thứ 26. Trong lúc như vậy thì nó xuất hiện một phụ nữ làm tan hoang cả quả đất này. Phụ nữ đã xuất thân từ thành phố Vũ Hán ở bên Trung Quốc. Thưa quý vị, người phụ nữ đó tên là COVID-19 đó là lý do tại sao ngày hôm nay mà chúng tôi thâu tại phòng thâu của SBTN để truyền cho tất cả mọi nơi xem à, và quý vị thấy rằng à, cô Diều Quyên, cô Ngọc Đăng Thanh và chúng tôi đã phải giữ một cái khoản giãn cách xã hội đúng như quy định của chính phủ Hoa Kỳ. Thưa quý vị, à, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin được à, trân trọng cảm ơn nhạc sĩ Trúc Hồ, anh Diều Quyên, ban giám đốc và toàn thể nhân viên của SPTN đã cho phép mượn phòng thâu này để làm chương trình livestream nhằm mục đích uh, để cho hội bạn người cùi báo cáo đến tất cả những người có lòng trên uh, toàn thế giới này về thành quả của hội trong 25 năm vừa qua cũng như riêng năm 2019 và một số những cái kế hoạch của năm 2021. Dạ vâng, cảm ơn anh Đinh Quang Anh Thái. Cứ thú vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin được gửi đến quý vị danh sách của tất cả các mạnh thường quân đã bảo trợ cho hội bạn người quỳ năm nay chúng tôi xin được uh, đọc tên của lô độc đắc Toyota Camry năm 2020 do anh chị Nhân Nguyễn là một thương gia tại San Jose bảo trợ. Lô hạng nhất là 3.000 Mỹ Kim do anh chị Billy Dương, chủ công ty Recycle ở San Jose bảo trợ. Và lô hạng nhì là 2.000 Mỹ Kim do ông bà Cố Thanh Sơn, chủ tiệm của tofu nổi tiếng ở quận Cam bảo trợ. Và lô hạng 3 là trị giá 1.500 Mỹ Kim do anh chị Nguyễn Văn An là thành viên đắc lực của hội bảo trợ trong nhiều năm qua. Lô hạng 4 là 1.000 Mỹ Kim do anh chị Lê Phong và Hằng cũng là thành viên trẻ nhất của hội. Anh chị hứa là sẽ bảo trợ cho đến khi mà không còn hội bạn người cười nữa thưa quý vị và lô hạng năm là 5 lô, mỗi lô trúng 500 mỹ kim do một ân nhân ẩn danh bảo trợ. Và sau đây thì chị Ngọc Đăng Thanh sẽ tổng lược và tổng kết về năm 2019 của hội Bản người cười. Dạ Ngọc Đăng Thanh xin trân trọng kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình livestream do hội bạn người cười để báo cáo về tài chính năm 2019.

tiền học cho 796 người con em của hội người cùi đó là 88.500 đồng. Tổ chức đại nhạc hội năm 2019 chi ra hết 28.424 đồng, làm DVD cho năm 2019 đó là 32.675 đồng, quảng cáo trên TV và radio 33.480 đồng, in vé số, flyer, poster và budget ta thấy đó là 14.057 đồng 89 sen. Bưu phí để gửi DVD vé số tư tính đến cho các quý ân nhân, nhân đó là 16.108 đồng. Trả tiền các lô trúng số là 24.300 đồng. Điều chỉnh hối đoái tiền ngoại quốc là 5.881 đồng 83 sen. Banking service và bet check là 4.671 đồng chi phí điều hành 2019 là 3.707 đồng 21 sen tổng cộng là 1.044.897 đồng 60 sen và tiền còn lại của năm 2019 là 84.757 đồng 57 sen thưa quý vị chúng tôi hy vọng là trong năm 2021 thì tất cả mọi sinh hoạt sẽ trở lại bình thường Tức là cái người phụ nữ tên là Covid-19 sẽ biến khỏi quả đất này đi để cho nhân loại có được những cái nhịp sống như chúng ta đã từng sống vừa qua. Và hội bạn người cùi sẽ tiếp tục tổ chức đại ngạc nhạc hội. Cảm ơn trên người vẫn thương người để mà bày tỏ tấm lòng đối với quý vị. À, trong thành phần ngày hôm nay mà chúng ta làm cái công tác ngay tại phòng thu thâu của SPTN còn hai anh nữa. Nhưng mà trước khi giới thiệu hai anh thì em không biết chị Ngọc Đăng Thanh có đồng ý với em hay không? anh Thái chỉ nói là cái Covid này là người phụ nữ gây ra Mà tại sao không phải là một người đàn ông gây ra Mà anh lại nói hai cô phụ nữ như thế này thế anh Thưa, thưa quý vị, bởi vì khởi đầu cái chữ Covid là chữ cô CO, CO Cho nên chúng tôi không thể nào gọi một người nam giới là cô được Người ta gọi Covid ai cũng hiểu rằng Nhưng mà từ xưa tới giờ đó Quả đất và nhân loại khởi đầu bằng phụ nữ Thì cũng sẽ kết thúc bằng phụ nữ Chúng ta tin một cách chắc chắn là Covid thì không thể kết thúc nhân loại được còn chiêu chịu tỷ năm nữa. Nhưng mà phụ nữ vẫn là quyết định của đất này. Vậy là Covid sẽ không có anh Vít hoặc là ông Vít. Không, không được? có. Không có anh Vít và ông Vít. Chúng ta mong stop tay tiệm, à? tới đó thôi. Vâng. vâng, và bây giờ thì hai anh Vít đứng đằng sau của chúng tôi đây. Chúng tôi xin được giới thiệu anh Thạc Nguyễn và anh Hùng Vũ. Vâng, chúng tôi vẫn đứng 6 feet uh, cách xa nhau. Và ừ. em xin được mời anh Thạc sẽ là người quay lòng sổ số, số và anh Hùng sẽ là người uh, mở cái nắp sổ số. số và anh Đinh Quang Anh Thái sẽ là người rút số thưa quý vị. Thưa quý vị, trước khi bắt đầu chương trình thì nhạc sĩ Trúc Hồ, uh, tổng đốc của SPTN đã vô dặn chúng tôi rất kỹ càng microphone mỗi người phải có một tờ giấy uh, có chất alcohol đã lau thật sạch và anh còn giao cho một cái bình như thế này để mà khi mà tôi bốc một cái vé số lên thì phải theo đúng luật của y tế hiện nay là lau tay ngay và không chạm vào tay hai anh này Chúng tôi cũng nghe lời anh Trúc Hồ và nghe lời vợ ở nhà nữa bởi vì vợ dặn rằng đi ra đường chạm cái gì cũng phải lau tay. Thành ra suốt mấy tháng vừa qua không chạm cái gì cả. Bây giờ chúng tôi xin phép được uh, bốc cái vé số đầu tiên. Đây là lô trúng... Uh... Dạ thưa anh, đây là lô hạng năm cho nên chúng ta sẽ bốc 5 lô, mỗi lô trúng 500 Mỹ Kim. Trước khi chúng tôi uh, bốc ra dơ cái tay rõ ràng là tay chúng tôi dơ, không có cầm một tờ giấy gì cả Để chứng tỏ rằng chúng tôi minh bạch trong cái vấn đề thò tay vào đây lấy một cái vé số Và cô Diệu Quyên cũng phải giơ tay lên để cho dạ, mọi vâng. người thấy không có dấu gì sau tờ giấy đó cả Dạ vâng à, Rồi bây giờ anh dơ cái vé số đó đằng trước Thưa quý vị đây là cái vé hạng uh, hạng uh, dạ, số 5 Hạng số 5 500 Mỹ Kim Dạ cái số là 724053. Quý vị khán giả nào trên khắp nơi có vé số 724053, 724053 thì sẽ được trúng 500 Mỹ Kim. kim. Vâng. Em xin được mời chị Thanh check lại hộ em một lần nữa. Dạ, dạ thưa vé có mang số 724053. Dạ trên đây cũng có ghi tên mà cũng có số phone nữa vậy mình có cần đọc luôn không? Dạ. dạ, không, dạ, dạ không tại dạ, vì dạ, không, 4, dạ, dạ, dạ dạ xin lặp lại 724053 724053. Bây giờ chúng tôi giao 7, cái này 2, lại cho 724053. Bây giờ em mời anh Khoan khoan Được. trước khi mời bốc cái kế tiếp, dạ. chúng tôi phải lau tay cái đã. À, dạ vâng. Cứ vị thấy chúng tôi rất là lễ phép đối với um, cái người phụ nữ tên là Covid-19. Dạ vâng. anh lau ít ít thôi tay anh ướt quá rồi cái vé nó 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 rách sao anh? Vậy <laughs> là uổng, nữa khó mua cái bình này lắm. <laughs> dạ. Rồi. Rồi ngưng nha. Đây. Vâng anh Thạc và anh Hùng sẽ mở hộ em. Vé uh, kế tiếp chúng 500 Mỹ Kim. Anh giờ ra đằng trước Là năm 564 594 năm 594 bốn năm sáu bốn năm vé số xin được lặp lại năm 594 Dạ và vé của mang số 564 594 Cảm ơn anh Thái, cảm ơn chị Thanh. Một tí nữa. Đây. Để... Rồi, xong rồi. Chúng tôi xin bốc cái vé thứ ba trong lô trúng 500 đồng. À, thưa quý vị khán giả khắp nơi đang xem chương trình livestream được phát trực tiếp tại đài SPTN ở thành phố Garden Grove miền Nam California à, về đại nhạc hội cảm ơn người vẫn thương người năm thứ 26 mà vì Covid cho nên phải làm mà không có khán giả. Chúng tôi đang bốc vé thứ ba của lô trúng 500 Mỹ Kim số 6 671336 số 671336 671336. Dạ. Dạ thưa vé có mang số 671336 671336. Dạ. Yeah. Chúng tôi xin bốc uh, vé số thứ tư uh, giải chúng 500 Mỹ Kim. Vừa qua là vé, vé số thứ ba của vé 500 Mỹ Kim. Vé mang số 671 336 671 336. Và bây giờ thì anh Đinh Quang Anh Thái sẽ bút vé số 4 của giải 500 Mỹ Kim. Quý vị thấy tất cả những tấm lòng của khắp nơi mua vé số uh, yểm trợ cho hội bạn người cùi. Cho nên hội bạn người cùi đã làm được rất nhiều điều có ý nghĩa cho những thân phận. Uh, sống một cách khắc nghiệt trong những trại phong cùi tại Việt Nam và đã tạo cơ hội để cho một số những em trong các gia đình phong cùi uh, được có cơ hội thăng tiến trong xã hội Việt Nam và thậm chí có những người đã qua bên Mỹ và tốt nghiệp tại Hoa Kỳ số uh, số 4 uh, chúng uh, 500 Mỹ Kim số 676 543 676 543 và yeah, vé của mang số 6 7 6 5 4 3. Xin lặp lại 6 7 6 5 4 3. Như vậy là chúng ta đã bốc được uh, 4 số trong uh, 5 số uh, chúng 500 cái kim phòng. Dạ bây vâng. giờ còn số cuối cùng. Và số số 4 vừa qua là 6 7 6 5 4 3. 6 7 6 5 4 3 và bây giờ thì anh Thái xin được bốc vé số 5 của vé trúng 500 Mỹ Kim do bạn hội, do hội bạn người cười tổ chức năm nay. Thưa quý vị, đây là vé số cuối cùng trong cái giải 500 Mỹ Kim của hội bạn người cười trong đại nhạc hội năm 2020. Số 691 963 691 963 Và vé có mang số sáu chín một chín sáu ba xin lặp lại sáu chín một chín sáu ba bây giờ cô Lê quyên sẽ giao năm cái vé này để cất riêng cho dạ, vâng. cho ban tổ chức biết là có năm người đã chung mỗi người năm trăm ạ dạ vâng vé vừa qua mang số sáu chín một chín sáu ba sáu chín một chín sáu ba và bây giờ thì chúng tôi xin bước qua lô hạng tư 1.000 Mỹ Kim do anh chị Lê Phong và Hằng cũng là thành viên trẻ tuổi nhất của hội hứa bảo trợ cho đến khi không còn hội. Chúng tôi xin được mời người đại diện là anh Lê Phong. Bây giờ mình giao năm cái vé đó trước để cho ban tổ chức giữ và cho biết là vé 500 Mỹ Kim. Bây giờ mời anh Lê Phong. Yeah. Em mời anh. Chào các Dạ vâng, à, em mời anh đứng gần yeah. đây nha. Khi mà cô nói là anh là anh chị là người ủng hộ cho đài, cho hội từ trước cho tới, tới nay và sẽ ủng hộ cho tới khi nào không còn hội nữa thì cũng xin được thay mặt cho hội bạn người cười cảm ơn anh chị Lê Phong và Hằng rất nhiều. À, ngày hôm nay rất là hân hạnh có uh, sự có mặt của anh và chúng em xin được mời anh uh, rút vé số thứ tư cho ngày hôm nay. Dạ Vậy. đúng ra thì uh, vợ em tới em em sợ mà camera lắm mà vợ <laughs> không tới cho nên cuối cùng phải đi. <laughs> dạ, vâng, à, vợ không tới thì anh rút thế giùm dạ. cho vợ. À, tay không có gì và dạ. trước khi tới là đài đã cho rửa tay sạch sẽ rồi vâng xin được mời anh 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 Phong và chị Hằng một thành viên trẻ nhất của hội bạn người cười cảm ơn anh xin anh dơ lên đằng trước dạ rồi bây giờ anh đọc cái số hộ em à, số là năm bảy một em mời chị Thanh vé có mang số 571346 xin lặp lại 571346 Anh Phong đã uh, ở chung với hội bạn người cười bao lâu và cảm tưởng của anh về hội như thế nào thưa anh Thì vợ chồng tụi em là hồi trước là donor của hội à uh, 20 năm rồi. Uh, mới 5 năm qua thì mới bắt đầu uh, uh, tới uh, tham uh, giúp hội directly uh, thì uh, vợ thì tới đến tiền hàng tuần còn em thì mấy ngày cái ngày đại nhạc hội hay những gì tổ chức gì á thì em có mặt tại vì cũng phải đi làm. Yeah. Thì là là mới 5 năm thôi, còn 20 năm thì lúc nào cũng đông lấy cho hội. Đó. Cảm ơn anh Hồng cũng như là chị Hằng rất nhiều các anh em trong hội bạn người cười. Um, thật sự cảm ơn những cái lòng uh, ưu ái của anh đối với hội. Xin yeah, cảm, cảm ơn anh. Và ừ. chúng tôi xin được mời lô hạng 3. trị giá là 1 500 mỹ kim do anh chị Nguyễn Văn An là thành viên đắc lực của hội đã bảo trợ trong nhiều năm qua. Chúng tôi xin được mời cô Nguyễn Thị Phụng lên bóc vé số lô hạng 3. Hả? Cô Phụng giơ tay lên, hai tay lên không có gì hết. Dạ vâng. Cô Phụng sinh hoạt với hội bạn người cười cũng lâu lắm rồi phải không cô ha? Ờ, oh cháu khoảng 21 năm. 21 năm nay à. rồi, những à. lần nào tổ chức show cô cháu cũng thấy cô lo à. từ đầu tới cuối hết. Vâng, con sẽ được mời cô rút thăm. Rồi cô dơ lên, bây giờ thì cô à, đọc cái số hộ cháu nha. Về có mang số 573736. 573736. Dạ, em mời chị Thanh. ơn chị Phùng Dạ vé có mang số 573736 xin lặp lại 573736. Dạ vâng, em cảm ơn cô phục nhiều. Dạ vâng. Và bây giờ thì em sẽ được mời à một vị kế tiếp để bốc số cho lô hạng nhì trị giá là 2.000 mỹ kim do ông bà cố Thanh Sơn chủ tiệm Thô phu nổi tiếng ở quận Cam bảo trợ và chị khi mà Uh, em nói tới ông bà cố Thanh Sơn thì có một số quý vị không biết là tại sao gọi ông bà cố được biết ông bà cố là bố mẹ của linh mục uh, Đặng Minh Trân và mỗi lần uh, SPTN có dịp tới uh, đại hội thánh mẫu ở Missouri thì có gặp cha Trân uh, rất là trẻ và năng nổ và rất là nhiệt tình với Chúa. Con cũng nơi đây cảm ơn uh, hai ông bà cố Thanh Sơn đã ủng hộ cho hội bạn Người cười và có một người con trai đã dâng hiến mình cho Chúa con vâng, cảm ơn ông bà cố và bây giờ thì con mời ông bà cố à, có vài lời với khán giả nha rồi mình hãy rút thăm con cảm tưởng của ông bà cố bao nhiêu năm nay ủng hộ cho hội bạn người cùi như thế nào dạ vâng con mời ông bà cố dạ thưa tôi cảm tưởng là khi cách đây 30 mươi năm dạ. tôi có về Việt Nam vâng. tôi có về Việt Nam thì tôi có đi vào một cái chợ cùi dạ. thì lúc đó Tôi có thằng cháu uh, nó chạy xe làm nó biết đỉnh đi thì nó mới tôi mới mua nguyên một xe làm đồ đã để đi vào để, để thăm hỏi họ thì sau đó tôi về nhà tôi mới suy nghĩ là người ta nói là ăn trái phải nhớ kẻ trồng cây mà bây giờ uh, cái người nào ta giúp đỡ tôi thì tôi cũng phải cảm ơn họ thì bây giờ tôi cảm thấy là Chúa đã ban cho tôi quá nhiều Quá nhiều mà bây giờ tôi biết lấy gì Mà tạ ơn Chúa đây Tôi không biết lấy gì hết Thì tôi mới suy nghĩ được là Bây giờ mình làm cái gì Để tạ ơn Chúa Thì tôi Sau đó tôi về tôi mới Hội bạn người cùi ra đời Thì tôi mới cộng tác với Hội bạn người cùi Để tạ ơn Chúa Mà để xoa dịu những Người thiếu may mắn Vết thương đau của họ còn cảm ơn bà cố không biết ông cố có muốn nói gì thêm không ạ à? kính thưa quý vị khán thính giả đài FPTN à, chúng tôi là Xuân Văn Đặng là mà người ta thường gọi là ông bà Thanh Sơn à, con trai lớn của tôi tu dòng đồng công là cha chân nay là dòng mẹ chúa cứu chuộc và hiện đang coi xứ ở Chúa Kitô ở Jacksonville, Florida. À, tạ ơn Chúa và mẹ đã ban cho gia đình chúng tôi rất nhiều hồng ân mà không thể kể xiết được. Bởi vậy chúng tôi thường nói với các con là hãy sống làm sao cho đẹp lòng Chúa và hãy nhớ tới những người nghèo nàn, bệnh tật, neo đơn, nếu mà họ cần giúp thì mình hãy giúp đỡ họ theo cái khả năng của mình. Và hàng năm ông cha con của tôi là cha chân cứ cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 là về Việt Nam giúp những người nghèo ở ở miền Công Tum. các tiệm đầu hũ của chúng tôi là mỗi một ngày bỏ vào ống chục đồng để giúp người nghèo. Và các con tôi mới là những người mà quen biết là, là cánh tay nối dài để đưa cho ông cha chân vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 để về giúp Việt Nam, giúp cho những người nghèo. Tôi xin hết. Cảm ơn. Cho con hỏi nha nếu như vậy thì cha chân gọi bác là ba rồi bác lại gọi cha là cha dạ. thì trong nhà nói qua nói nói qua nói lại là ba với cha hả Hay dạ, sao? theo ở à à. ở nhà thì gọi là con thôi mà ra chỗ công chúng thì mình gọi, là cha, dạ, ở vâng. nhà thờ gọi dạ, cha vâng. dạ. con hiểu rồi và cảm ơn bác vâng và bây giờ thì con uh, mời bác rút dùm con cái vé số và thưa quý vị đây là vé số lô hạng nhì trị giá là 2.000 mỹ kim Do ông bà Cố Thanh Sơn, chủ tiệm Tofu nổi tiếng tại quận Cam được bảo trợ cho giải 2.000 Mỹ Kim. Con xin được mời ông Cố Thanh Sơn. Rồi ông Cố sẽ đưa cho bà Cố đọc. Số mấy ạ? À? Bà bà được Cố đưa cái microphone cho ông đọc ạ. À? Vé có mang số 702-858-6530 em mời chị thanh ở, số, ở số, oh dạ số dạ thưa anh ngọc Đăng thanh dạ xin lặp lại số bị uh, uh, ông cố hỏng hỏng không, không có đọc cái này mà đọc số phone <cười> dạ <cười> xin lỗi dạ dạ thưa thanh xin đọc lại vé <laughs> có mang số bảy tám sáu bảy lần thứ nhì bảy tám sáu lần thứ ba 786 bảy ba năm Còn xin cảm ơn ông cố và bà cố rất nhiều vâng và vé số một lần nữa đó là 7, tám sáu bảy ba năm Còn xin cảm ơn ông trước bà khi um, diệu quyên đọc số đầu đắc thì dạ. thưa quý khán giả khắp nơi có hai hình ảnh cho thấy rằng cái câu lúc nãy diệu quyên hỏi là tại sao tôi lại đặt tên cho người phụ nữ covid đang tàn phá cái thế giới này Hình ảnh thứ nhất đó, là khi mà ông bà Thanh Sơn lên đây Ông cầm cái microphone, ông tính đưa lên nói Xong tôi thấy ông suy nghĩ cho tôi 45 giây chần trừ một lúc xong ông đưa qua cho bà Bà nói Cho tới khi cô Diệu Quyên bảo là thế ông có điều gì nói hay không Thì tôi thấy đầu ông hơi nghiêng một chút xíu Và ông nhích cái tay Thì thấy bà nhích lại hai lần Tức là bà cho phép ông mới được nói <laughs> và cái câu mà cô diều Quyên hỏi rằng khi ông bà cố ở nhà thì gọi bà như sư ngôi như thế nào chứ đừng sư ngôi như thế nào yeah. tôi muốn hỏi câu đó lắm mà tôi không dám hỏi chỉ có phụ nữ mới dám hỏi mà thôi <laughs> chứng tỏ rằng phụ nữ vẫn nói theo th cách nói bây giờ là dominate tất cả mọi chuyện yeah. còn em thì em thấy anh thái nịnh đầm quá à. nãy giờ không, cũng phụ nữ cái không đó là lễ phép không? và lo sợ cho phần nịnh đầm bây giờ một phụ nữ khác nè ra rút số lô hạng nhì nè, cái này còn ghê hơn nữa đó. À, chưa phải lô độc đắc phải không? Dạ chưa, dạ vâng, lô độc đắc là phải đợi nữa. Bây giờ là lô hạng nhì thôi thưa quý vị. Và uh, vừa qua là lô hạng nhì 2.000 Mỹ Kim do ông bà Cố Thanh Sơn, bây giờ là lô hạng nhất. Đó, sau lô hạng nhất tới lô độc đắc thiên Thái. Như vậy thì uh, xin nhà báo Thanh Phong của Tờ Viễn Đông đang có mặt ở đây là cơ quan truyền thông mà gọi là trong mùa Covid này mà đến tận nơi tường trình cái tin này nhớ ghi rất rõ các vé số như thế nào để có những người nào mà không theo dõi chương trình livestream ngày hôm nay đó đọc tờ Viễn Đông báo giấy và online có thể biết là mình trúng hay không để đến gặp hội bạn người củi lãnh giải thưởng. Dạ vâng và bây giờ lô hạng nhất sẽ do một phụ nữ rút số thăm bóc thăm ở trên đây dùm cho anh chị Bill Lee Dương là chủ công ty Recycle tại San Jose được bảo trợ với giá là trị giá là 3.000 Mỹ Kim. Chị Quyên xin được mời nữ số ngôn nguyên MC Ngọc Đăng Thanh. <laughs> dạ thưa quý vị, um, mỗi lần mà chương trình của Hội Người Cùi uh, tổ chức uh, ở San Jose hay là ở tại quận Cam mình thì lúc nào cũng có Danny Recycle đó là vợ chồng của em Wendy Dương. Mà không phải cái chương trình của Hội Người Cùi không, mà tất cả những chương trình nào mà Ngọc Long Thanh đi làm từ thiện, thì lúc nào kêu gọi thì em cũng luôn luôn đóng góp. Là vì em nói em rất cảm ơn ơn trên đã cho em làm ăn có tiền, thì những đồng tiền đó em muốn sang sẻ lại cho những người bất hạnh hơn mình. Và, yeah. và yeah, bây giờ thì Ngọc Long Thanh, cái tài không có gì trơn á. Dạ. Và chị Đăng Thanh, chị Ngọc Đăng Thanh sẽ um, xin được thay mặt cho anh chị Billy Dương từ San Jose. Không nhìn. Dạ vâng. Từ bây giờ số thấy ai cũng nhất. nhìn nhưng mà giờ chị không nhìn. Không cho nhìn. Không cho nhìn. Vâng. Và vé mang Đó của số. Của mà sao tự nhiên mình rung kỳ cổ <laughs> Dạ. Vé có mang số 4, 7, 5. 7, 5, 9. Xin lặp lại. 475 759 Ồ, oh, cái số phone này là của... Uh... Số phone hay là số vé số chị? Cái này là vé số, nhưng mà chị thấy cái số phone nó là 714. Ồ, oh, đây nè. Một người ở quận Cam. Anh Thái, coi lại dùm em anh Thái. Cái số đó, cái đó bây là... Uh, vé số, là... số này uh, chúng 3.000 Mỹ Kim. Yeah. Số chúng là 475 759 475 759. Area code 714 ha, anh, hả? Dạ. Yeah. Oh. Ai ở 714? Chú ý, số là 475759. Xin chúc mừng đến uh, một vị được lô hạng nhất 3.000 Mỹ Kim vừa qua. Bây giờ thì xin... Uh, lô đầu Đắc bảo đảm cái người đứng ra rút phải là một phụ nữ, phải không ạ? Dạ không, cái này thì uh, em xin được mời một hội trưởng của Hội Bạn Người Cùi được không thưa anh? Vâng, chúng tôi chưa được gặp mặt cho nên không biết phụ nữ hay là nam giới. Tí nữa cô giới thiệu chúng tôi mới biết được. Dạ vâng, thưa quý vị, hội trưởng của Hội Bạn Người Cùi là... Một uh, chú rất là uh, có lòng với Hội Bạn Người Cùi trong những năm vừa qua Và ngày hôm nay chúng con sẽ được mời Hội trưởng Nguyễn Hữu Đại lên để bóc vết số Lô Độc Đắc Con xin được mời chứ Lô Độc Đắc là gồm cái gì uh, thưa cô Diệu Quyên? Dạ vâng xin uh, được cáo lỗi Lô Độc Đắc là Toyota Camry năm 2020 do anh chị Nhân Nguyễn là một thương gia tại San Jose bảo trợ. Chúng tôi có hỏi hội bạn người cười lúc nãy về cái lô độc đắc 2020 này là Toyota Camry đó. Đây là một cái đời xe mới toanh. Họ được chế ra trong cái bối cảnh mà có giãn cách xã hội. Tức là cái thùng nó rất dài, chỉ có một tài xế và một người ngồi sâu phía sau thôi, không có người ngồi bên cạnh. Cho nên người nào chúng Toyota Camry giải độc đắc này đó thì bảo đảm rằng đúng hợp thời trang Covid 19. Rồi Và hả? nếu mà không lấy xe Đại mà lấy tiền mình. phải được không được phải không anh ạ? À? À, vâng, tôi nghe nói là nếu mà không lấy xe thì có thể liên lạc với hội người cùi để mà nhận tình, uh, cái trị giá với tiền mặt. chi uh, giá tiền mặt với cái um, giá thị trường. Dạ. Yeah. sinh à, xin uh, đọc uh, thế cho anh uh, Đại. Và yeah. yeah, vé có mang số 710205. Xin lặp lại 710 hai không năm lần thứ ba bảy một không hai không năm bảy một không hai không năm anh thái xem lại hộ em một lần nữa nha vâng. số uh, chúng độc đắc chiếc camry hai nghìn hai mươi bảy một không hai không năm bảy một không hai không năm cái giá xe Toyota Camry nó lên lên xuống theo thị trường cho nên chúng tôi không công bố cái giá trị của chiếc xe vội bởi vì ngày hôm nay nó có thể là hai chục ngàn nhưng mà lúc lúc cái vị lạnh nó có thể lên tới năm chục ngàn mình không biết được thành thử ra dạ vâng, em hiểu. không loan báo trước yeah. dạ vâng. cảm ơn anh nhiều và số vé lô độc đắc vừa qua một lần nữa đó là bảy một không hai không năm bảy một không hai không năm em cho cái era code nha của cái người chúng nha bốn sáu chín chị Quyên không biết là thành phố nào Đà Lạt Dallas No, cái đó là cái area code thôi. Dạ chứ không có nói cái số. Oh, area là... code là Dallas Dallas ha? Dạ 469. 469. Dạ 469 dạ, 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 đó là là cái số đó là dạ. của Dallas. À được. rồi khán giả ở Dallas. Dạ vâng, và, và bây giờ thì em chắc em được mời cô phụng lên để có vài lời cảm ơn à... Sao? Em xin được không mời nói. cô phụng đi để có một vài lời. À, cô cô soi, cô soi Cô soi đi, mời cô soi. Uh, em được mời cô soi cũng là uh, một thành viên của hội bạn người cười có vài yeah. lời cảm ơn hồi nãy cô phụng lên rồi có mời cô soi dạ dạ vâng thay mặt uh, hội bạn người cười diều Quyên và Ngọc lan thanh chúng tôi xin uh, trên dòng uh, cảm ơn tất cả quý khán giả đã theo dõi chương trình live stream này của hội bạn người cười đại nhạc hội cảm ơn người uh, cảm ơn uh, cảm ơn trên người vẫn thương người được tổ chức và phát hành ngay tại đài sptn Thành phố Grove miền Nam California trong bối cảnh Covid 19 đang hoành hành trên thế giới, tất cả những nỗ lực của một người hội bạn người cùi để nhằm mục đích góp một phần khiêm tốn giúp những phần đời tại Việt Nam hiện nay đang sống trong các trại phong cùi. Chúng tôi mong rằng tất cả quý vị khán giả khắp nơi sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ hội bạn người cùi trong những năm sắp tới dạ vâng uh, dự quyên cũng rất hân hạnh xin uh, thân mặt cho Đại truyền hình sptn cảm ơn hội bạn người cùi ngày hôm nay tới đây để gửi đến quý vị chương trình livestream rất là hữu ích này đến với tất cả mọi người trên toàn thế giới để xem chương trình cho hội bạn người cùi và dự quyên cũng đã tham dự chương trình này uh, rất là nhiều lần và thấy công việc của cô chú làm uh, tận tâm tận lực và hết sức mình mong rằng ơn trên uh, sẽ bao che chở cũng như là thêm sức mạnh thật nhiều cho các cô chú anh chị trong hội bạn người cười để tiếp tục chương trình này trong những năm sắp tới và ngọc đăng thanh cũng xin thay mặt cho hội bạn người cười cũng như tất cả anh chị em có mặt trong ngày hôm nay kính chúc cho vị một một cái mùa dịch như thế này nhưng mà lúc nào cũng phải được nhiều sức khỏe lúc nào cũng được bình an và hạnh phúc xin kính chào quý vị